các bạn. Ngày mới chúc các bạn sức khỏe an lành để tiếp tục những tác phẩm đẹp mình sẽ quay cho các bạn cùng xem. Mình có thấy một cái cây cốc, một cái gốc nó rất là hay. Rồi mình sẽ chi tiết cho các bạn chiêm ngưỡng. Trước mắt đó là mình sẽ quay một cái cây sam trái có một cái thân hình cũng quái, hàng mini rất là nhỏ gọn đấy các bạn. Cây cũng vừa hết mùa trái đấy, trước mặt các bạn nhìn thấy rất là đẹp, mini siêu nhỏ gọn, tầm hơn một gang tay thôi các bạn. Nó rất tiện để trên bàn uống nước đó các bạn. Nó gốc rất là nhỏ. Thì, hàng mini thì các bạn cũng biết thì mình chuyên để trang trí trên bàn uống nước hay là cầu thang gì đó các bạn, cũng rất là thích hợp. Ấy, nó có một cái thân uốn lượn cũng khá độc đáo đó các bạn, rất là hay. Tay cành thì thả tự nhiên, cắt gọn. Cũng không có uốn ép gì các bạn. Sam trái thì các bạn cũng biết rồi. Những cái cây nào mà dáng tự nhiên á thì nó rất là đẹp. Mình không cần phải chỉnh sửa gì đó các bạn. Và tay cành thì mình cũng thu nhỏ gọn để cho nó thích hợp. Đây, các bạn nhìn rất là nhỏ gọn. Rồi tiếp tục cho các bạn xem một cái gốc cốc. Đây cũng ngay ở đây luôn các bạn. Đây các bạn nhìn thấy cái phần rễ của nó quá độc đáo. Nó khoanh vòng rất là hay đó các bạn, theo từng lớp này, giống như một cái cuộn ống cuộn dây đó các bạn. Rất là hay không? Rất là tuyệt vời. Phần thân của nó cũng rất là đẹp. Và tay cành thì cũng nuôi dưỡng đó các bạn. Nó đang nuôi dưỡng. Cây cũng đang cho trái đó các bạn. Mình chi tiết cái phần cho trái cho các bạn xem. Đây là trái của nó bắt đầu ra. Các bạn thấy rất là độc đáo cho cái phần rễ. Rất là hay. Rồi để mình qua đây mình chi tiết cho các bạn xem cái phần bên này. Đó, các bạn thấy những cái phần rễ của nó phanh lại và nó đi lên một cái phần thân. Đấy, cái chỗ đây là nó giống như một cái thân trực ngày xưa của nguyên bản nó đó các bạn, nhưng mà được người ta cắt ép lại. Ép lại tức là người ta không cho nó lên một cái thân lớn. Và bên cái phần bên này mình nghĩ là chắc có lẽ là cái phần tây đó các bạn. Chắc là phần tây. Đấy. Cái này giống một cái tây, nhưng mà mình cắt cái phần này đi thì cái phần tây nó sẽ mập ra và nó đi lên. Người ta tiếp tục cắt cùn, bởi vì mình chơi hàng bonsai thì nó cũng nhỏ gọn thôi các bạn. Nên trên bắt đầu là mình mới nuôi dưỡng tay cành. Đây mình chi tiết cái phần trái bên này, trái nó to hơn nữa các bạn. Đó, bên này trái nó lớn hơn.
Vườn cây này thì cây cũng rất là nhiều á các bạn. Các bạn cũng nhìn thấy cây rất là nhiều. Mình lần lượt mình sẽ chi tiết cho các bạn xem. Có nhiều cái cây nó cũng quái và nhiều cái cây nó cũng rất là giá trị. Đó, quá trình nhiều năm đó các bạn thấy cái phần da này nó kéo lại, nó sắp sửa liền da này. Khoảng một thời gian nữa thôi là nó sẽ liền kín lại. Là nơi đây nó sẽ tạo ra một cái cục u bú chỗ này đó các bạn. Đó, cái phần ra da này nó liền. Sắp kín rồi các bạn. Mình chi tiết thêm nữa cái phần trên đó các bạn. Cái phần trên mà được cắt cù đó, đây là nó cũng liền da lại luôn này. Nó liền kín. Nó tạo cho một cái tác phẩm mà nó xù xì u bú, rất là độc đáo quá các bạn. Đấy các bạn thấy cái đây là cái đít của phần thân nè, còn dưới này là phần rễ. Đó, được phơi lên trên và cho những cái cọng rễ nè, rất là to luôn các bạn. Đó, khoanh lại từng khoanh. Đó, xuống tới dưới mặt chậu đó các bạn. Rất là hay không? Phải nói là nghệ thuật ở các bạn. Một cái thế cây này mà sau vài năm nữa nó hoàn thành đó các bạn. Thì tay cành nó lớn lên. Một cái thế quầy đầu như thế này thì rất là hay đó các bạn. Hàng bonsai tầm vừa và nhỏ thôi, không lớn. Nó có thể độc đáo cho cái phần gốc rễ đó các bạn. Và lên cái phần thân. Quá trình nhiều năm nữa, nó sẽ nu ra một cái phần đây đó các bạn. Rất là tuyệt vời. Thì lên trên đó là người ta sẽ nuôi dưỡng vài cái tay, làm đi một cái tàn và cho nó tạo một cái dáng, tức là giống như mình định hình ở trước đó các bạn, cho nó quầy đầu đó, nó rất là hay đó các bạn. Để xa xa các bạn nhìn thấy một cái dáng này sau khi mà nó hoàn thành đó. Mất vài năm nữa mà nó hồi đầu lại đó. Các bạn thấy nhìn giống một cái con vật đó, các bạn thấy rất là hay không? Phải nói là rất là tuyệt vời. Trên một cái chiếc chậu rất là đẹp. Cũng có nhiều hoa văn. Chậu hột xoài nè, cái đẹp. Đó, các bạn nhìn thấy những cái cua của những cái đường rễ nè, độc đáo không, liền lại rất là mịn. Những cái cua đó rất là mịn luôn đó các bạn. Đây phần ở bên đây các bạn thấy không, những cái rễ này rất là tươi tốt, rất là mịn. Phải nói là nghệ thuật đó các bạn. Một cái cây ăn quả mà đưa lên làm một cái kiểng bonsai, nó rất là kỳ công và mất rất là nhiều thời gian đó các bạn. Và hơn nữa là một cái nghệ thuật và niềm đam mê tạo nên một tác phẩm đẹp. Đáng được chiêm ngưỡng ấy các bạn. Đây các bạn nhìn thấy không? Quá đẹp luôn. Đây cái phần sau. Cái phần sau tức là cái phần đít của cây nè các bạn.
đó, những cái cọng rễ nó khoanh đó, và những cái co thắt đó các bạn nhìn thấy không, rất là độc đáo. Và mình định hình cho một cái thế dáng của một cái cây, và để chiêm ngưỡng một cái vẻ đẹp nói là rất là nghệ thuật. Nhìn những cái rễ mà nó khoanh lại đó các bạn, đó, nó phơi lên trên rất là bắt mắt đó các bạn này. Phải nói là nhiều cái tác phẩm, nhiều cái cây nó mang nhiều cái vẻ đẹp khác nhau, và cái niềm đam mê mình chiêm ngưỡng nhiều cái tác phẩm đẹp, phải nói là nó rất là ấn tượng luôn các bạn. Quá đẹp. Rồi video đến đây mình cũng kết thúc. Hẹn lại các bạn video tiếp theo. Các bạn xem nhớ đăng ký kênh, like, chia sẻ. Mến chào các bạn.